7 thói quen của người thành công mà không ai nói cho bạn biết. Trải qua biết bao thập kỷ, câu nói thiên tài chỉ có 1% năng khiếu bẩm sinh, còn 99% là do khổ luyện của Thomas Edison vẫn mãi giữ nguyên giá trị. Hơn ai hết, các doanh nhân thành công nhất thế giới có lẽ chính là người thấm thía câu nói này nhất. Đối với họ, việc tạo lập các thói quen tốt trong lối sống chính là tiền đề vô cùng cần thiết, giúp họ có thể đạt được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp. Nói về kinh nghiệm sống, có lẽ không ai có thể bì kịp với các doanh nhân hàng đầu thế giới. Họ cũng chính là các tác giả vô cùng nổi tiếng với vô vàn lời khuyên giúp tạo lập nên các thói quen tốt. Dưới đây là những thói quen nào đã giúp họ đạt được những thành công đáng kể trong công việc cũng như trong cuộc sống. 1. Đặt mục tiêu cao. Theo Tim Ferriss, một trong những nhà đầu tư đáng ý nhất hiện nay, theo như đánh giá của tạp chí The New York Times, việc hoàn thành các mục tiêu không tưởng thực ra lại không khó như chúng ta nghĩ, bởi lẽ chúng ta thường không dám nghĩ đến những điều vĩ mô. Điều đó có nghĩa là sẽ có ít những đối thủ cạnh tranh hơn xung quanh các công việc ấy, thay vì cứ mãi quẩn quanh theo con đường sự nghiệp cố định hay một tương lai đã được vạch sẵn từ trước. Hãy thử thách bản thân bằng những sự lựa chọn điên rồ nhất có thể, bằng những quyết định mạo hiểm. Dần dà bạn sẽ tách mình ra khỏi những điều tầm thường, từng bước xây dựng một cuộc sống thú vị hơn. 2. Suy nghĩ tích cực. Theo lẽ thông thường, rất khó để có thể chọn con tim hay là nghe lý trí. Chính vì thế, chúng ta cần tìm cách cân bằng việc này bằng cách hướng tâm trí đến những điều tích cực trong cuộc sống. Daniel Kahneman, nhà tâm lý kinh tế học từng đoạt giải Nobel, giải thích rằng não bộ của chúng ta sau nhiều năm tiến hóa đã học được cách phản ứng tích cực trước những điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Khi bạn vui vẻ, bán cầu trái dùng để phân tích thường có xu hướng được thư giãn nhiều hơn. Ngược lại, điều này cũng có nghĩa là bán cầu trực quan bên phải khi đó sẽ kiểm soát não bộ, giúp chúng ta phát triển các tư duy sáng tạo nâng cao. 3. Trân trọng những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Nhà tâm lý học người Hungary từng viết rằng để có thể thành công trong cuộc sống, bạn cần tránh bị dao động bởi các yếu tố bên ngoài. Nói thì dễ, nhưng trong thực tế, chúng ta cần làm như thế nào? Cách tốt nhất để tạo lập thói quen này chính là tập trung vào sở thích của bạn và những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Nói cách khác, bạn cứ việc là chính bạn, bỏ ngoài tai những ý kiến tiêu cực đến từ người khác. Thay vì cứ mãi tập trung vào những khuyết điểm của bản thân, khi gặp khó khăn, hãy cố gắng suy nghĩ để tìm ra giải pháp. Đừng ngần ngại đối đầu với những thử thách, vì chúng sẽ giúp bạn trưởng thành hơn trông thấy đấy. 4. Lập ra một to-do list mỗi ngày. Hãy lập ra thói quen quản lý thời gian của bạn tốt hơn bằng cách tham khảo phương pháp đến từ cuốn sách của tác giả nổi tiếng David Erlem. Theo ông, đầu tiên chúng ta nên xác định mục tiêu cần đạt được, sau đó liệt kê ra từng bước để có thể hoàn thành mục tiêu đó. Ngoài ra, bạn chỉ việc tập trung vào một công việc trong một khoảng thời gian nhất định. Việc ôm đồm quá nhiều thứ khiến bạn rối trí hơn mà thôi. Bạn cũng nên dành thời gian xem xét to-do list của mình hàng tuần để sắp xếp lại thứ tự ưu tiên trong công việc. 5. Nếu cần thiết, hãy phá bỏ mọi quy tắc. Đối với tỷ phú Richard Branson, việc phá bỏ mọi giới hạn để hoàn thành công việc là điều vô cùng cần thiết. Nhờ vào thái độ sống độc lập và sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn, ông hiện nay chính là ông trùm đa lĩnh vực, bao gồm hàng không, giải trí và kinh doanh. Bên cạnh đó, thái độ cởi mở và hoạt ngôn cũng sẽ giúp ích rất nhiều trong việc tìm kiếm cơ hội mới trong những bước đầu tiên trong hành trình phiêu lưu đầy thử thách. Đây chính là thói quen tốt vô cùng cần thiết dành cho các bạn trẻ. 6. Đừng lãng phí thời gian vào việc nghi ngờ bản thân. Theo Sheryl Sandberg, giám đốc điều hành Facebook, tự tin chính là yếu tố quan trọng nhất làm nên một người thành công. Cụ thể, bạn nên tránh các hội chứng kẻ mạo danh, hiện tượng tâm lý khiến chúng ta không nhận thức được những thành quả do mình làm ra mà luôn cho rằng đó là do may mắn. Thay vào đó, chúng ta nên tập thói quen tốt bằng cách làm việc trung thực, chuyên tâm, không nên quá cầu toàn. Thay vào đó, hãy tập trung vào những điều cơ bản thật sự quan trọng. 7. Hãy ưu tiên cho giấc ngủ. Sau nhiều năm vật lộn với giấc ngủ không đều đặn, Ariana Huffington, nhà sáng lập lên Nhật Báo, đã viết hẳn một quyển sách để nói về tầm quan trọng của giấc ngủ. Theo đó, ngủ đủ giấc sẽ giúp bạn cải thiện khả năng vận động, đời sống tình cảm, tâm lý. Để bắt đầu thói quen tốt này, hãy hạn chế nhìn vào màn hình trước khi lên giường. Đồng thời, hãy cập nhật các chỉ số sức khỏe hàng ngày bằng các dụng cụ đo lường như iWatch. Các bạn muốn thành công thì hãy luyện tập 7 cái thói quen này cho mình mỗi ngày nha. Xin chào và hẹn gặp lại!